lâm mộc xuyên qua thế giới song song dựa vào toàn tri toàn năng điên cuồng kiếm ngàn tỷ đem ngựa lớn ngựa nhỏ thu làm tiểu đệ sau đó hắn ẩn cư vào ở tây sông bản nạp đụng phải nhà nắm đột nhiên có một ngày địch lệ nhiệt ba gõ cửa lâm mộc ta là lão bà của ngươi năm đó ngươi thiếu nợ phong lưu nợ hiện tại đều phải cho ta bổ sung không tin chúng ta có thể làm thân tử giám định lâm mộc đại bảo ngươi chính là ba ta sao thật đẹp trai nhị bảo ba ba dì nhỏ nói cô ấy cũng thích con cô ấy tên là dương mật ba ba có thể cưới cô ấy không tam bảo ba ba đường yên a di sư sư a di đều muốn vào ở nhà chúng ta ngươi có thể cưới các nàng sao lâm mộc hạ giọng hư nhỏ giọng một chút mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt chước. Chương 1 Không phải chứ, thực sự là mã ba ba. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Người rốt cuộc là ai? Đứng lại, đừng đi. Trước mắt là một bóng lưng đẹp đến cực hạn. Tóc dài bồng bềnh, thân thể yếu điệu lại uyển chuyển, chỉ nhìn bóng lưng, đã biết đây là một đại mỹ nữ cấp nữ thần. Tự hồ nghe được thanh âm của Lâm Mộc mỹ nữ dừng một chút. Khuôn mặt tuyệt tiếu hơi nghiêng sang một bên, Lâm Mộc giống như thấy được biểu tình rối rắm, do dự, dãy dụ của nàng. Nói tóm lại, rất là phức tạp. Đừng đi. Hắn vận dụng toàn thân khí lực muốn đứng dậy, bỗng nhiên trước mắt cảnh tượng biến đổi, hết thảy đều là như vậy quen thuộc. Đây là trúc lâu của hắn ở tây sông Bản Nạp. Lại là giấc mơ này. Lâm Mộc ôm đầu, cười khổ lắc đầu giấc mộng này đã dây dưa chính mình rất nhiều năm, từ sáu năm trước hắn xuyên qua tới vẫn không xua đi được. Năm đó, đêm đó, xuyên qua tới Lâm Mộc, trong mơ mơ màng màng giống như là đem một nữ nhân cho. Lúc ấy hắn vừa xuyên qua tới, đầu óc còn không thanh tĩnh, hơn nữa uống quá nhiều rượu, dẫn đến đau đầu muốn nứt, thần trí không rõ. Hắn chỉ nhớ rõ nữ nhân rất đẹp, nhưng cụ thể trông như thế nào thật sự không nhớ rõ. Khi tỉnh dậy, người phụ nữ đã biến mất. Sau đó, hắn có tìm qua nữ nhân, nhưng tìm thật lâu cũng không tìm được, sau đó chỉ có thể từ bỏ, coi như là một đêm phóng túng. Nhưng tháng này sau khi chuyển đến Tây sông bản nạp, mỗi đêm đều mơ giấc mộng này. Để cho hắn không thể không đem chuyện năm đó một lần nữa lấy ra. Người phụ nữ đó là ai? Len Ken Ken. Một cú điện thoại cắt đứt suy nghĩ của Lâm Mộc. Lâm ca, Ta ở Thải Vân Chi Nam bên này công tác, ngài ở nhà sau, ta cố ý mang theo chút thổ đặc sản đến xem ngài. Là Đại Mã A, được, ngươi lại đây đi. Lâm Mộc vỗ vỗ mặt, thanh tĩnh một chút, nói. Đại Mã, chính là Mã Vân. Lâm Mộc là người Xuyên Việt, năm nay 25 tuổi. Thế giới này cùng kiếp trước bất đồng, à lý, chim cánh cục vừa mới khởi bước, giới giải trí còn không có nhiều như vậy tác phẩm kinh điển vì thế hắn lợi dụng trong đầu ký ức, đại chiến quyền cước. Mở ra WeChat và Alipay, giá trị con người trăm tỷ, trở thành doanh nhân kiệt xuất trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Mặc dù đại mã, tiểu mã, tuổi lớn hơn lâm mộc, nhưng bí mật đều phải gọi hắn một tiếng ca. Hiện giờ, ẩn cư ở tây sông Bản Nạp bên này, dự định nghỉ ngơi vài năm. Giờ phút này, tây sông Bản Nạp, phòng nắm. Hoa hoa. Rốt cục phát sóng rồi đợi lâu như vậy, rốt cuộc đợi được hướng tới, lại có thể nhìn thấy mùi mùi của ta rồi. Thầy Hà, thầy Hoàng. Phòng truyền hình trực tiếp vừa mở, màn đạn trực tiếp nổ tung, các loại nghị luận. Hoàng Lũy nói. Bành bằng, tử phong, hai thùng sữa này đi đưa cho hàng xóm. Này, được rồi. Hai đứa trẻ gật đầu, mang theo hai thùng sữa hăng hái bừng bừng đi ra cửa. Một con đường hoa dài hai bên là kiến trúc thái mọc lên từ mặt đất phù hợp với phong tục địa phương nhưng mà đi tới đi lui hai người thấy được một tòa trúc lâu xa xa đó gọi là một cái không hợp nhau qua wow, trúc lâu thật đẹp nha trương tử phong nhịn không được nói toàn thân trúc xanh biết nghênh hồ mà đứng gió thổi qua lá chuối tây bên cạnh xào xạc rung động giống như đi vào một mảnh rừng trúc xanh ưu mỹ như trong tranh người xem tâm tình sảng khoái mẹ ơi, nơi này cũng là thôn dân ở sao? Cái này cũng quá đẹp đi. Xanh tươi ướt ác, tràn ngập tự nhiên, thích ý, tường hòa ý cảnh. Cái này trúc lâu chủ nhân thưởng thức cũng thật không tầm thường. Sau khi nhìn thấy trúc lâu, màn đạn lại nổ tung, các loại tò mò. Có thể ở trong thôn xây loại trúc lâu này, nhất định là một người có tiền đi. Không phải là biệt thự riêng của ba mã chứ. Bành bằng nói một câu, rước lấy ánh mắt khinh thường của mùi mùi. Chú Mã Vân ngày ngày bận rộn, làm sao có thể ở chỗ này? Anh, anh ngốc rồi sao? Người mới ngốc, ta liền thuận miệng nói, vạn nhất thật sự là. Hừ, ta mới không tin, Mã Vân thúc nếu ở chỗ này, ta Trương Tử Phong ba chữ này về sau ngược lại viết. Vậy sau này tôi gọi anh là Trương điên. Hừ, muốn đánh. Hai người cãi nhau ầm ĩ, trong một mảnh tiếng cười đi tới trước mặt trúc lâu. Trương Tử Phong có chút khẩn trương, đây tốt xấu gì cũng là nhà giàu, không thể để lại ấn tượng xấu cho người khác. Bành Bằng liền tương đối tùy ý, gõ cửa một cái. "Xin chào, có ai ở nhà không?" Lúc này, từ phía sau cửa truyền đến tiếng bước chân, mở cửa. "Ai vậy?" Trong nháy mắt mở cửa, máy quay phim vội vàng nhắm ngay cửa chính của tòa nhà trúc. Chỉ thấy một cái thấp bé nam nhân trung niên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mẹ kiếp. Bành bằng sợ ngay người, trợn tròn mắt, bàn tay nhỏ bé của trương tử phong buông lỏng, một thùng sữa đụng một tiếng đập xuống đất. Tay đại ca quay phim rung lên, thiếu chút nữa ném máy quay xuống đất. Tôi không nhìn nhầm chứ. Sao cha ngựa hàng ngày lại ở đây? Các ngươi là... Mã Vân mở miệng lần thứ hai, thanh âm quen thuộc như sấm nổ bên tai. Giây tiếp theo, Màn đạn trong phòng truyền hình trực tiếp đã nổ tung. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động: Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 2. Hắn đến cùng là ai? Bạn đang nghe tại truyện.audio. Mẹ ơi, thật đúng là mã 33A. Cha, con là con gái thất lạc nhiều năm của cha. Khoảng cách gần nhìn thấy 33 ba ba, phát hiện thật sự là trăm triệu biểu nhân tài, bình trăm triệu cận nhân đâu. Thật không ngờ sẽ ở chỗ này nhìn thấy cha ta, hướng tới thật có lực, đây là muốn lửa tiết tấu A. À? Trúc lâu này thật đúng là của ba. Niềm vui của người có tiền, qua một tiếng liền khóc, cảm nhận không được. Màn đạn dày đặc, giống như lễ mừng năm mới vậy. Số người xem trực tuyến trong phòng phát sóng trực tiếp, cũng từ một triệu ngay từ đầu, tăng vọt lên 1,5 triệu không thể không nói mã vân xuất hiện cũng dẫn phát một trận xôn xao giờ phút này giai hưng thiên hạ nha trúc lâu này thật đúng là của mã vân a à. dương mật đáp hai đùi trắng nõn vẻ mặt kinh ngạc nói nàng cũng đang xem một kỳ mới hướng tới bởi vì nàng dưới cờ nghệ sĩ lập tức sẽ trở thành thường trú khách quý di ly ghe ba cốc 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 lúc này cửa phòng làm việc bị gõ mở một cô bé bú sữa từ bên ngoài đi tới Tiểu cô giọng nói đáng yêu Quả thực hòa tan lòng người Dương mật nhìn tiểu bảo bối như búp bê sứ xa xa Cả người đều nhanh chóng nở nụ cười Ơ, ờ, tiểu cô ở đây Tiểu bảo bối nhu nhu Sao con lại tới đây Mẹ đâu Mẹ ở Đôi mắt to ôn nhu chớp chớp Một thanh âm bất mãn phía sau lại truyền đến Hừ, tiểu cô, cô thiên vị Chỉ gọi là tỷ tỷ bảo bối rõ ràng người ta cũng là bảo bối mà lại một tiểu oa nhi đáng yêu từ bên ngoài đi vào. Vũ hung giữ chống nạnh. Tinh. Quánh hồng. Nhượng tiểu kỳ biểu môi, vẻ mặt ngạo kiêu. Thấy thế nào cũng được. Dương mật đã bị manh hóa, giày cao gót dẫm bóp bóp vang, bước ra trắng nõn đùi, đi tới hai cái tiểu hài tử trước mặt. Ai nha, là chúng ta tỉnh tỉnh tiểu bảo bối nha, người đáng yêu như vậy, tiểu cô làm sao sẽ quên ngươi đâu này nói xong liền ông lấy hai đứa bé. Sau đó hít một hơi thật sâu. Đánh hơi. Mùi sữa trên người bạn nhỏ, thật sự là quá dễ ngửi. Ô ô ô, hai con búp bê sứ các ngươi thật sự là quá đáng yêu, chọc cho tiểu cô đều muốn có con. Lúc này, cửa lớn lại bị mở ra, một mỹ phụ nhân ông một tiểu manh qua đi tới. Mật tỷ Là hót ba A. Dương mật cười cười, nụ cười có chút chua xót mỗi lần nhìn thấy hot bác, chính mình đều có chút mắc nợ. Năm đó hứa hẹn nâng cô lên thành ngôi sao hạng A. Kết quả lại ở 6 năm trước, truyền ra tin tức nhiệt ba sinh con. Lúc ấy ngư lôi truyền thông đều nổ tung, tất cả mọi người nhao nhao suy đoán cha đẻ đứa nhỏ là ai. Một đám truyền thông vô lương tâm tung tin, vặn vẹo sự thật, có người nói họp ba là bị con trai phú thương vứt bỏ, có người nói là bị quy tắc ngầm. Dù sao đi nữa, Học bác bị dán nhãn cuộc sống riêng tư không đứng đắn. Để không ảnh hưởng đến công ty, nhiệt ba dứt khoát tuyên bố rút lui và sinh con nuôi lớn. Điều khiến Dương Mật tức giận nhất chính là Lúc trước họp bác bị toàn mạng bôi đen thời điểm, cái kia tra nam phụ thân, lại một lần cũng không dám lộ đầu, quả thực chính là rùa đen rút đầu. Vì thế, Dương Mật mấy năm nay không ngừng ép hỏi, nhiệt ba lại một chút tin tức cũng không nói, phản phất còn đang che chở tên cặn bã kia điều này làm nàng tức quá sức. Nhưng dù sao cũng là tỉ muội nhà mình, mấy năm nay một mình ngậm đắng nuốt cây nuôi lớn ba tiểu bảo bảo. Dương Mật cũng không nở nổi giận với cô, chỉ không ngừng khuyên nhủ. Đến đây, tiểu dũng, cho tiểu cô ông một cái. Dương Mật thả hai tiểu manh qua xuống, vương tay, hướng tiểu nam sinh trong lòng nhiệt ba nói. Không, không cần. Con muốn mẹ ôm. Tiểu Dũng ông hót ba, rụt đầu lại, vô cùng sợ người lạ dương mật lắc đầu đứa nhỏ này cũng không biết theo ai tiểu nam tử hán còn nhát gan thẹn thùng như vậy nhiệt ba ánh mắt cưng chiều cười nói tiểu dũng nhà chúng ta còn chưa trưởng thành về sau thì tốt rồi dương mật thở dài không xoắn suýt mà nói lát nữa chị mật đưa em ra sân bay chị đã nói với hoàng lũy cô giáo hà rồi để bọn họ chăm sóc em một chút hay là em nên để tam tiểu chỉ ở lại bên chị đi nếu không chị sợ cư dân mạng sẽ không sao đâu nhiệt ba lắc đầu ánh mắt tràn ngập vẻ mẫu tính quan huy năm đó tiểu cô nương vô tâm vô phế kia đã trở thành mẫu thân của ba hài tử tính tình cũng đại biến nữ tử vốn yếu vi mẫu tắc cương mấy năm nay cô đã trải qua quá nhiều chuyện sớm đã không quan tâm lời đồn đại nhảm nhí của cư dân mạng được rồi dương mật thở dài sau đó đưa bốn người đến sân bay tay xong bản nạp trong chút lâu thầy mã sao thầy lại ở đây bành bằng mở miệng trước chúng tôi là tổ tiết mục hướng tới cuộc sống tôi tên bành ngọc hát ngài gọi tôi bành bằng là được rồi vị này là tử phong mụi mùi còn có hoàng lũy hai vị lão sư hà quýnh ở phòng nắm chào mã lão sư tử phong cũng chào hỏi a à, chào mọi người mã vân gật đầu cười các người tới đây làm gì chương trình vừa phát sóng chúng tôi tặng quà cho hàng xóm láng giềng bành bằng xách một hộp sữa lên mã vân nhìn thấy gật gật đầu nói vậy các ngươi vào trước đi bành bằng vậy thì quấy rầy trong trúc lâu chim hót hoa thơm duyên dáng như bức tranh giống như một động thiên tiểu thế giới bởi vì rừng trúc hạ nhiệt độ nơi này tự như mở điều hòa ngoài trời so với bên ngoài trăm mát hơn vài độ. Thật mát mẻ, so với nhà nắm của chúng ta tốt hơn nhiều mã lão sư, rừng trúc này tốn ngài không ít tiền đi. Hả? Mã Vân cười lắc đầu. Rừng trúc này không phải của ta, là của đại ca ta. Đại ca? Tử Phong sợ ngay người, chưa từng nghe nói qua mã ba ba còn có đại ca A. À. Ta đi, rừng trúc này không phải của mã ba ba. Mã ba ba lại còn có đại ca đại ca của mã phụ thân ta nên gọi là gì? Gọi đại bá sao? Các ngươi thật sự là đủ rồi, lôi kéo đệ nhất danh. Có thể có cái này trút lâu, xã hội địa vị khẳng định không tầm thường, vẫn là mã ba ba đại ca, không chừng chúng ta nhận thức đâu. Bỗng nhiên chờ mong. Theo mã vân ở phía trước dẫn đường, sâu trong rừng trúc có một lầu cát, đại khái cao 5-6 mét. Phía dưới là một cái sân lớn, có bồn hoa, còn có mấy cái bàn đá một thanh niên cứ như vậy ngồi trên ghế đá trên mặt đất bày biện các loại đặc sản địa phương trong phòng nấm hắn là ai xuyên qua phòng truyền hình trực tiếp hà quýnh nhịn không được hỏi một câu vừa rồi mã vân nhập kính bị hắn nhìn thấy thầm nghĩ đây cũng quá trùng hợp lại có thể gặp được mã vân ở chỗ này hắn chuẩn bị cùng hoàng lũy đi bái phỏng lúc này hoàng lũy đang thay quần áo nhưng nhìn về phía sau hắn phát hiện trút lâu này không phải của Mã Vân. Mã Vân còn có một đại ca. Điều này không khỏi làm cho hắn tò mò. Cô Hoàng, cô chuẩn bị xong chưa? Được rồi, Quýnh, chúng ta đi thôi. Hoàng lũy thay một thân chính trang, rất long trọng, giống như xem mắt. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 3 Nghèo khó hạn chế tưởng tượng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đợi đến khi mấy người đi vào rừng trúc, Mã Vân kêu mọi người dừng lại trước. Sau đó xoay người đi đến bên cạnh Lâm Mộc. Mã Vân ghé vào bên tai Lâm Mộc nói vài câu, Lâm Mộc gật gật đầu, lúc này Mã Vân mới chạy tới. Được rồi, các ngươi đi qua đi. Một màn này, cho mọi người trùng kích đều rất lớn. Mã Vân là ai mọi người đều biết, người giàu nhất trong nước ở hạ quốc có địa vị rất cao thậm chí nổi tiếng thế giới a à, tam bên kia còn đem mã vân cho thần thoại nhưng bọn họ nhìn thấy cái gì mã vân vừa rồi đối với thanh niên kia một bộ lấy lòng thỉnh giáo thanh niên kia rốt cuộc là lai lịch gì mã vân thật có lỗi đại ca lâm mộc của ta chính là như vậy bình thường thích yên tĩnh a a a thật ngại quá quấy rầy rồi bành bằng tỏ thái độ càng thấp ngay cả mã ba ba cũng tôn kính hắn nào dám bất kính a à? đợi đến khi máy móc nhắm ngay lâm mộc có vài cư dân mạng tin mắt trực tiếp nhận ra hắn đây không phải là lâm mộc sao thật đúng là lâm mộc đại lão a chúng ta hiện tại thanh toán hệ thống xa xa bỏ qua nước ngoài ngay cả chợ thức ăn đều có mã vạch hai chiều triệt để thoát ly túi tiền lẻ thời đại tất cả đều nhờ có lâm mộc a Khó trách Mã Ba Ba sẽ gọi hắn đại ca, tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng người ta công tích vĩ đại, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Tôi đoán hắn còn có một em trai, tên là Tiểu Mã, dù sao uy chát cũng là do hắn làm ra. Lâm Mộc xuất hiện, để màn đạn trực tiếp nổ tung. Đây chính là đại lão đỉnh cao, hắn so với Mã Vân khiêm tốn hơn nhiều. Càng ngày càng nhiều cư dân mạng lặng xuống nước, đều bị kích thích. Oa, wow, tiểu ca ca này thật đẹp trai tử phong mùi mùi phát ra cảm thán. Lông mày của hắn rất cao, giữa hai hàng lông mày có một loại anh khí. Thoạt nhìn, có chút cảm giác Mỹ Nam cổ phong. Bành bằng thiếu chút nữa học máu ba lít, ông trời cũng quá không công bằng, mã ba ba tuy rằng có tiền, nhưng nhàn sắc cùng ngoại hình của ông ta là vết thương cứng rắn. Nhưng Lâm Mộc thì sao? Có tiền coi như xong, ngoại hình còn nghiền ép những tiểu thịt tươi kia, đây quả thực không cho người ta đường sống a. À. Thầy Lâm, xin chào. Bành Bằng thận trọng cầm hai thùng sữa. Chúng tôi là tổ tiết một cuộc sống hướng tới. Đây là quà của chúng tôi, tuy rằng không đắt, nhưng xin ngài nhận lấy. A, à, chào mọi người, cảm ơn mọi người. Lâm Mộc đánh giá một chút, hắn biết Tử Phong cùng Bành Bằng. Kiếp trước hắn đã xem qua hướng tới ấy được rồi, đừng đứng ngốc nữa, cùng ngồi đi. Lâm Mộc cười cười. Trên mặt đất cũng có một ít đặc sản. Các ngươi tùy ý chọn về đi." Lâm Mộc nói rất tùy ý, nhưng Bành Bằng nhìn trên mặt đất, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Chết tiệt. Cái này mẹ nó cũng có thể gọi là thổ đặc sản. Tàn hoa hồng, từ xưa đến nay đắt hơn cả vàng, hiện nay một cân khoảng 100.000 tệ. Trọng lượng ném xuống đất. Dù thế nào cũng phải 3 đến 5 kg. Mẹ ơi, mấy trăm ngàn cứ tùy ý ném xuống đất như vậy còn có nhân sâm giả ngoại trường Bạch Sơn, hiện nay toàn thế giới đắt nhất, 28 gam phải gần 80.000 tệ. Đậu má, cái này cũng quá có tiền đi. Nhìn mùi mùi một cái, đều bị dọa không dám động, con ngươi một cái nhìn chầm chầm mãnh liệt. Xem Lâm Mộc nói tùy ý, mấy chục vạn liền cùng mấy khối tiền dường như, cái này cũng quá đẹp trai đi, ô ô ô. Đại lão, ta có thể ôm đùi không? Cảm giác người ta nói mấy chục vạn, giống như mấy chục đồng bành bằng sợ tới mức tay run rẩy đại ca anh bảo em làm sao dám lấy bành bằng tử phong hai mặt nhìn nhau cười khổ một tiếng thật sự là chỗ nào cũng không được tự nhiên cũng may không lâu lắm hà quýnh hoàng lũy chạy tới cứu trang thầy mã thầy lâm một thanh âm cắt đứt mọi người đang nói chuyện phím là hà lão sư a mã vân biết hà quýnh chủ trì nhất ca đích xác rất nổi danh lúc nhìn về phía Hoàng Lũy, không khỏi nói. Vị này là... Hoàng Lũy. Ha 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 ha. Đau lòng ta Hoàng Lũy lão sư, dù sao cũng là trà trộn giới giải trí mười mấy năm lão hồ ly, bị mã ba ba một cái, vị này là... Cho đã kích không muốn không muốn. Như bị sét đánh vậy. Luận diện tích bóng ma trong lòng thầy Hoàng lúc này. Màn đạn nghị luận sôi nổi, hoàn toàn cười phun cũng may tố chất tâm lý của hoàng lũy cao nói thầy mã em là hoàng lũy mã vân gật đầu đều lạc hướng tới cuộc sống đi đừng khách khí tất cả mọi người là bạn lại đây ngồi đi hai vị lão sư đi tới lâm mộc cùng bọn họ gật đầu ý bảo hà quýnh hoàng lũy cũng nhận ra lâm mộc tuy rằng danh tiếng của bọn họ tương đối lớn nhưng nếu nói về đóng góp bọn họ ngay cả ngón út của lâm mộc cũng so ra kém người ta đã thay đổi hệ thống thanh toán của cả nước mang lại tiện lợi cho mọi người bọn họ làm sao so sánh hà quỳnh nhiệt tình nói lâm lão sư thật sự là quá khách khí nếu không là ở phát sóng trực tiếp gian chứng kiến ngươi chúng ta còn không biết ngươi cũng ở tây sông đâu hai vị lão sư quá khách khí gọi ta là lâm mộc là được lâm mộc ngượng ngùng cười đại mã giúp ta lấy bình trà ra này được rồi mã vân ngoan ngoãn gật đầu xoay người vào trong phòng lấy một màn này xem mọi người hết hồn hết vía dám như vậy sai khiến đại mã toàn thế giới ngài vẫn là cái thứ nhất đi lâm một buồn cười lắc đầu mọi người đừng câu nệ như vậy thả lỏng một chút các ngươi đều lớn tuổi hơn ta không cần phải như vậy mọi người anh đùa à ngươi vừa sai ngựa xong sau đó bảo chúng ta thả lỏng một chút một lát sau mã vân cầm bình trà trong tay đi ra cười nói lâm ca ngươi không cần nghiêm mặt sau đó chủ động một chút hiếu khách một chút mọi người liền thả lỏng lâm một suy nghĩ một chút gật đầu nói vậy được rồi đây là trà xuân rất bình thường đúng rồi ta đây liền cho các ngươi bộc lộ tài năng đi lâm một hơi hiểu trà nghệ lúc trước học qua một chút chỉ thấy hắn sách cao bình nước, để cho nước chảy thẳng xuống. Tiếp theo lợi dụng sức mạnh của cổ tay, kéo lên kéo xuống đổ nước, lặp đi lặp lại ba lần, để lá trà ở trong nước lật lại. Kỹ thuật pha chế thành thạo khiến mọi người ở đây ngạc nhiên. Vẫn là Hà Quýnh kiến thức rộng rãi, lập tức kêu lên thành tiếng. Đây là Phượng Hoàng Tam gật đầu. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 4 Nhân vật nữ chính đăng tràng Nhỏ nhoi nổ tung Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Phượng Hoàng Tam gật đầu Đó là cái gì? Tử Phong cùng bành bằng hỏi một câu Hà Quýnh cười nói Đây là một loại phương thức pha trà, tương đối phức tạp, cũng tương đối cao cấp Cần làm được, tiếng nước ba vang ba nhẹ, dòng nước ba thô ba nhỏ, dòng nước ba cao ba thấp dòng nước ba lên ba xuống cái này rất khó đối thủ pháp yêu cầu phi thường hà khắc lâm mộc ngươi quá lợi hại trước đừng thổi nếm thử rồi nói sau lâm mộc cười hà quýnh không nói hai lời bừng chén trà lên uống lần đầu nếm hơi chát dư vị ngọt ngào vô cùng vô tận chỉ là một phương thức pha trà lại cho người ta một loại trải nghiệm không giống nhau quả nhiên cho ngươi một cái khen Hà Quýnh giơ ngón tay cái lên, Hoàng Lũy không tin cười cười. Quýnh, ngươi quá khoa trương, đây chỉ là trà xuân bình thường mà thôi, uống ngon như vậy. Ngươi cũng đừng nói dối a." À. Nói xong uống một hơi cạn sạch, mùi trà thơm ngào ngạt ở trong cổ họng lăn lộn. Một lúc lâu sau hắn mở mắt, ánh mắt sáng lên. "Chờ một chút, vừa rồi uống quá nhanh không nếm ra mùi vị, ta uống thêm một ngụm." "Đi chết đi." Hà Quýnh làm sao không biết hắn có ý gì à, lúc này cười mắng. Làm khách, đừng làm mất mặt nhà nắm của chúng ta. Thật không thể tưởng tượng nổi, ta cho tới bây giờ chưa từng uống qua ngon như vậy uống xuân trà, pha trà tài nghệ có thể thay đổi vị. Ha 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 ha. Thầy Hoàng quá chân thật, mặt mũi là cái gì? Ăn được không? Ăn ngon không? Lâm Mộc quá đẹp trai đi, Phượng Hoàng Tam gật đầu đẹp trai, ô ô ô thật muốn có một người bạn trai như vậy. Ta đã gặp qua mấy lão sư phụ biểu diễn qua, nhưng đều không như Lâm Mộc tới nước chảy mây trôi, người này còn nắm giữ hàng tỷ gia sản đâu, người dám tin. Màn đạn các loại khen ngợi. Biểu hiện vừa rồi của Lâm Mộc quả thực hoàn mỹ. Vừa có tài hoa, lại bình dị gần gũi, trong nháy mắt bắt được trái tim của ngàn vạn đại chúng. Mọi người tán gẫu vài câu, Hoàng Lũy đề nghị muốn tham quan trúc lâu của Lâm Mộc. Lâm Mộc đồng ý. Nửa giờ sau. Mọi người được mở rộng tầm mắt. Dòng suối nhỏ, hồ lớn, rừng đào, biển trúc, đại viện. Giống như tiên gia phúc địa động thiên, đẹp không sao tả xiết. Vì thế, Trúc Lâu còn lên bảng tìm kiếm nóng. Trúc Lâu có động thiên khác. Đẹp không sao tả xiết. Lâm Mộc ẩn cư địa điểm lộ ra. Trong nháy mắt đã chiếm được top 10 lượt tìm kiếm trên uy chát quân chúng ăn dưa còn cố ý đi tra một chút Lâm Mộc là ai. Sau khi biết được hắn là cha của Alipay, lập tức tràn vào phòng truyền hình trực tiếp. Điều này làm cho nhân số 1,5 triệu trong nháy mắt xông lên 3 triệu, nhân số lập tức bạo rạp. Vương tranh vũ ở trước màn hình cười thành một đóa hoa cúc. Trong lòng thầm than, nếu Lâm Mộc có thể gia nhập hướng tới thì tốt rồi. Đáng tiếc a, à. Đại lão như vậy, bình thường đều rất khó mời được. Sau đó, mã vân cáo biệt mọi người đi tới sân bay phía nam thái vân một ca lát nữa đến nhà nắm ăn cơm đi bành bằng phát ra lời mời hắn phát hiện lâm mộc rất dễ ở chung giống như đại ca ca không có một chút kiêu ngạo đúng nha đúng nha một ca ngươi mời chúng ta uống trà nhất định phải để cho chúng ta mời ngươi một bữa cái này vậy được rồi lâm mộc không cưỡng nổi mọi người đành phải đáp ứng lâm mộc có muốn ăn gì không gà dừa gân chân gà ngươi nói ta nấu cho ngươi hoàng lũy nói nói giỡn người ta pha một bình trà xuân mình keo kiệt đi thì giống cái dạng gì lâm mộc vậy như vậy đi ta lập tức mang chút nguyên liệu nấu ăn lại đây có cái gì đốt cái gì các ngươi xem đâu hai mắt hà quýnh sáng ngời vậy tình cảm tốt à lại nói vài câu Mọi người cáo biệt trúc lâu, trở lại phòng nắm, bắt đầu khí thế ngất trời bận rộn. Thời gian trôi qua cực nhanh, mặt trời lặn. Chân trời bị nhuộm thành một mảnh màu đỏ. Ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến mạng viễn thôn. Cô kéo vali, trong lòng ông Tiểu Dũng, đi về phía nhà nắm. Nhu nhu chải tóc đuôi ngựa đi bên trái, lẳng lặng buộc tóc viên đi bên phải. Hai tiểu manh hoa, giống như hộ pháp tả hữu. Trong tay một người cầm một cái cối xay gió nhỏ, đón gió chuyển động, hình ảnh kia ấm áp lại rất đáng yêu. Sau khi bị ống kính quay lại, phòng truyền hình trực tiếp lập tức nên đón một đợt nổ tung. Trời ạ, à, đứa bé này cũng quá đáng yêu đi. Oa hoa hoa, hai cái tiểu cô nương thật đáng yêu nha, ta cái này gì già gì 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 tâm a, à, triệt để tô hóa. Khuôn mặt nhỏ nhắn, thật muốn bóp một chút. Hu hu hu, lại gạt ta sinh con. Bất quá, hai hài tử này là của ai? Màn đạn dày đặc, một số cư dân mạng lặn xuống nước đều bị trẻ con nổ tung. Khi ống kính nhắm vào hót ba, màn đạn trong nháy mắt đạt tới đỉnh điểm. Ta kháo. Nữ thần của ta. hot ba. Dĩ nhiên là hót ba. Nhiệt ba là khách quý kỳ này sao? Nhiệt ba thế nhưng tới hướng tới. Đã từng alice ở nơi nào? sáu năm không gặp được nữ thần. Quá cảm động. Viên mộng rồi. Này ba cái tiểu manh hoa, không phải là nữ thần năm đó ba đứa nhỏ đi. Ta thật vì nữ thần cảm thấy không đáng, năm đó cha đẻ không gặp, nữ thần một người nuôi dưỡng ba đứa nhỏ, vốn chính là người bị hại, kết quả lại bị hắc tử đen thành chó. Thấy một màn như vậy, có vài người chua xót đỏ mắt. Rõ ràng Ba Barbie không làm gì sai, Cô chỉ làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Vì sao ngược lại tất cả mọi người đều phun nàng? Không nghĩ tới đứa nhỏ năm đó đã lớn như vậy. Rất nhiều cư dân mạng cảm khái. Trong những người này, có một số là hát tử năm đó, bởi vì quá thích Học ba, lại nhìn thấy Học bà có con của người đàn ông khác. Đặc biệt là trong tình huống không biết cha đẻ là ai. Bởi vì yêu sinh hận, bắt đầu phun nàng. Bây giờ, 6 năm trôi qua, bọn họ cẩn thận nghĩ lại nữ thần năm đó căn bản là không sai học ba lão sư hiện tại rất nhiều cư dân mạng đã nhận ra ngươi tới có thể hay không đối với ống kính chào hỏi đây lúc này pd bên cạnh vừa cười vừa nói đương nhiên có thể nhiệt ba vừa mới nói xong tiểu dũng trong lòng đau lòng nhìn mẹ mềm mại nói mẹ tiểu dũng lau mồ hôi cho mẹ bàn tay nhỏ bé thịt đô đô giúp mẹ lau mồ hôi trên trán hình ảnh ấm áp lại tốt đẹp. Nhiệt ba vui mừng cười một tiếng, quay về phía ống kính nói. Xin chào khán giả, tôi là địch lệ nhiệt ba. Trong nháy mắt, màn đạn nổ tung. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 5. Hai cái có thế ai nhỏ bé đáng yêu em bé bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Rốt cuộc đời được ngươi, may mà không bỏ cuộc. Toàn thể Alice, kính chào nữ vương đại nhân. Cung nghênh nữ thần đại nhân, xin lỗi đến muộn, không xứng không xứng không xứng. Thật đau lòng, chứng kiến họp ba một người mang theo ba cái manh hoa, những năm qua nhất định rất khổ a. À. Ô ô ô, ta khóc, nữ thần nhiệt ba rõ ràng đáng giá hơn. Màn đạn như hồng thủy, cư dân mạng điên cuồng gõ màn hình, điên cuồng phát điên. Có một số người đang cảm khái, có một số người đang thán phục, có một số người lại đang xin lỗi. Còn có một số người đang hoài nghi, cha đẻ đứa nhỏ rốt cuộc là ai? Tại sao nhiều năm không có tin tức? Cũng chỉ vài phút sau khi địch lệ nhiệt ba xuất hiện trước ống kính. Trên Weibo, lập tức có tìm kiếm nóng về cô. Sáu năm sau, Đi Dilet ba xuất hiện trước ống kính. Đang hướng tới nữ thần xuất hiện lần đầu. Ba bé trai ba bé gái không đúng chúng ta sai rồi. Bốn tiêu đề, trong nháy mắt xông lên top 10 bản tìm kiếm nóng, nhiệt độ dị thường nóng bỏng. Ngắn ngủn hơn 10 phút, phía dưới bình luận hơn vạn, từ truyền thông cũng bắt đầu nóng lên. Một số nền tảng xã hội bị tê liệt trực tiếp. So với tiểu hoa năm đó. Địch lệ nhiệt ba hiện giờ, trong lúc thành thục, mang theo một tia quan huy mẫu tính, mang theo một tia ý nhị khác tóc dài xõa vai, dáng người thiếu phụ nâng cao một bước, đùi đẹp thon dài thẳng tắp, giống như phát dục lần thứ hai. Đó gọi là đẹp mắt. Màn đạn điên cùng phát ra, đại đại đại, trường trường, cảm thán sự thay đổi lớn của nữ thần nhiệt ba. Mẫu thân, trúc lâu kia thật phiêu nhưỡng nha. Bé đáng yêu ôn nhu nhìn không được nói, theo phương hướng bàn tay nhỏ bé, nhiệt ba cũng thấy được trúc lâu xa xa. Yên tĩnh, tự nhiên, tường hòa nhiệt ba rất thích phong cách kiến trúc như vậy có một phong cách riêng vừa nhìn vị chủ nhân trúc lâu này thưởng thức liền không tầm thường nhu nhu thích không nhiệt ba tươi cười đầy mặt hỏi thích nha nhung nhu đang nghĩ nếu có một ngày có thể vào ở trúc lâu thì tốt rồi chủ nhân ở trúc lâu nhất định rất có tiền như vậy mẹ có thể không cần bận tâm tiền sửa bột của chúng ta bé đáng yêu dịu dàng ngoe ngoe nói giọng nói sửa chua giọng nói hiểu chuyện lập tức bắt được rất nhiều cư dân mạng Was, cái này cũng quá đáng a à. đứa trẻ đáng yêu như vậy thật muốn ngồi chết một cái ô ô ô có hay không tổ chức thành đoàn trọng hài tử a à, nhu nhu tiểu thiên sứ a à, di yêu ngươi a à. nhỏ như vậy đã hiểu chuyện như vậy còn biết sửa bột tiền ta khóc ta nhớ tới ta cái kia năm tuổi bất hiếu nhi tử đang chơi buồn tức giận nhất ba trưởng quạt đi qua con của người ta vừa đáng yêu vừa đáng yêu ông trời cũng quá không công bằng cư dân mạng sôi nổi bày tỏ mình sắp bị bé đáng yêu nhu tô hóa rồi rõ ràng cô mới năm tuổi đã hiểu phải thông cảm cho cha mẹ nhiệt ba lộ ra một nụ cười điên đảo chúng sinh nhu nhu ngươi không thể có loại này không làm mà hưởng ý nghĩ tiền sửa bột là phải dựa vào chính mình kiếm ra mà không phải dựa vào người khác tiếp tế bố thí biết không nữ thần trưởng thành dạy con online ồ Tiểu kỳ ôn nhu làm ra hình chữ to, người kia cũng là muốn vì mẹ ra sức mà. Là thở phào phải không? Tỉnh tỉnh bé đáng yêu, trong sữa sữa nói. Ta nói tỉ tỉ, ngươi mỗi bữa ăn ít một chút coi như là thông cảm mụ mụ. Không thể không nói, một hài tử năm tuổi, dùng giọng điệu của người lớn nói ra loại lời nói tràn đầy rảnh rỗi này, quả thật vừa đáng yêu vừa buồn cười. Phóc suy. Anh quay phim bên cạnh bị chọc cười, máy quay không nhịn được trung rẩy. Hai đứa nhỏ đáng yêu này, thật sự là quá đáng yêu. Ha 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 ha. Hai cái miệng nhỏ đáng yêu cãi nhau cũng quá buồn cười đi. Xem ra Nhu Nhu là kế thừa thuộc tính tham ăn của mẹ nha. Ta phát hiện, đại tỷ Nhu Nhu là loại kia ngốc manh thuộc tính, nhị tỷ lẳng lặng là quỷ tinh quỷ tinh, về phần tam đệ tiểu dũng, thì là loại kia thẹn thùng nhát gan cá tính. Cả nhà này thật sự là quá đáng yêu màn đạn lần nữa bộc phát, bị hai cái vú em đùa không được. Ai nha? Vừa lúc đó, trước mặt một trận gió lớn, đem cối xe gió trong tay nhu nhu thổi bay ra ngoài. Nhu nhu sợ hãi kêu một tiếng, bước ra hai cái chân ngắn thịt, đát 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 chạy tới nhặt. Tỷ tỷ cũng thật là, lớn như vậy người, liền cái cối xe gió đều cầm không vững. Bé đáng yêu lẳng lặng, lặng phun tàu lần nữa. Học ba dở khóc dở cười nhìn một màn này đứng tại chỗ không đi nữa, mà là chờ ông nhu. Cối xe gió nhỏ cuối cùng dừng ở cửa trúc lâu. Bẩn hết rồi. Nhu nhu có chút đau lòng nhặt lên cối xe gió nhỏ, đây chính là quà sinh nhật mẹ tặng cho cô, cô rất thích, đi đâu cũng phải mang theo. Nhanh chóng cầm lên, dùng bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ, sau đó cái miệng nhỏ nhắn hô một cái. Bụi bặm chồng chất ở phía trên bay múa, sặc đến mức cô ho khan. Nhu nhu, mau tới đây cách đó không xa, Hót Ba vẫy tay với cô, vẻ mặt từ ái cười. À! Hảo hảo hảo! Nhu Nhu đang chuẩn bị đi, đột nhiên cửa lớn lầu trúc truyền đến tiếng khóa lưỡi chuyển động. Đây là... Có người sắp ra ngoài à? Nhu Nhu bỗng nhiên dừng lại tại chỗ, cũng quên mất mẹ đang gọi mình, ngơ ngác nhìn về phía cửa lớn. Lúc này, nhiệt ba cũng nhìn về phía trúc lâu, nàng rất tò mò chủ nhân trúc lâu sẽ là ai răng rắc. Cửa mở rồi. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 6. Cho ngươi niềm vui bất ngờ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Người đi ra, không phải ai khác, chính là Bành Bằng. Nhà nắm còn một lát nữa ăn cơm. Hắn đây là tới lấy nguyên liệu nấu ăn, cảm ơn anh, em đi trước đây, lát nữa anh nhớ tới nhé. Bành bằng cười vẫy vẫy tay, kích động cả người phát run. Lâm Mộc Ca không hổ là Lâm Mộc Ca, ra tay chính là đại khí A. Nhìn nguyên liệu nấu ăn trong tay, ánh mắt bành bằng đều lóe sáng. Thịt bò cô bê. 150 m một pao. Trứng cá muối nha. 3.000 mét một pao. Ý đại quốc bạch tùng lộ. 1,5 kg thì phải bán 300.000 đồng. Cộng thêm một ít hải sản quý giá, út lòng hoang dã. Ta ngoan ngoãn nha. Tối nay thật sự là có lộc ăn. Hắc hắc, hắc hắc. Ăn ngon, uống ngon, cuộc sống thật tốt đẹp, thật dễ chịu nha. Hắc hắc hắc. Nghĩ tới đây, bành bằng thèm thiếu chút nữa chảy nước miếng, cười ngây ngô vài tiếng, giống như kẻ ngốc thôn bên cạnh. Lúc này, vẫn không nói chuyện lẳng lặng, lặng nhìn không được nói. Mẹ, mẹ xem anh trai kia, có phải đầu óc có vấn đề không? Tiểu manh qua đột nhiên nói một câu, trong nháy mắt làm cho đại ca quay phim cười phun ra. Phốc. Ha 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 ha. Bành bằng thật sự là con trai ngốc của thôn bên cạnh, ta phát hiện tỉnh tỉnh tiểu khả ái nói thật sự là quá đúng. Tiểu tinh linh quỷ, còn nhỏ như vậy đã răng nanh sắc bén, cũng không biết giống ai, thật muốn ôm vào trong ngực, ô ô ô thật đáng yêu đừng nói tỉnh tỉnh bé đáng yêu nói thật đúng bành bằng đúng là đồ ngốc xem đứa bé vui vẻ kia cư dân mạng còn không biết nguyên liệu nấu ăn trong tay bành bằng chỉ là nhìn thấy vẻ mặt anh cười ngây ngô ai nấy đều cười điên rồi tỉnh tỉnh trẻ con sao có thể nói như vậy chứ nhiệt ba trừng mắt liếc nàng một cái bé đáng yêu lẳng lặng lập tức ngậm miệng lại sợ tới mức giật mình cúi thấp đầu không dám nói chuyện hả Giờ phút này, bành bằng nghe được thanh âm, bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc kêu lên. Chị học ba. Thật đúng là chị, chị tới rồi. Bành bằng. Học ba khuôn mặt tươi cười dịu dàng, buông xuống trong tay kéo rương chào hỏi. Người như thế nào ở chỗ này? Lúc này, bành bằng không phải nên ở phòng nắm hỗ trợ sao? Xem ra, hắn cùng chủ nhân trúc lâu còn quen biết. Có chuyện gì vậy? Hại, đây là chỗ anh tôi ở, tôi qua lấy chút nguyên liệu nấu ăn. Anh trai cậu. Nói ra rất dài dòng, "Ôi, tiểu manh hoa ở đâu ra vậy? Mẹ ơi, cái này cũng quá đáng yêu đi." Nói xong, Bành Bằng chú ý tới sự dịu dàng trước mặt, bàn tay nhỏ bé cầm cối xay gió nhỏ, ngẩng đầu lên. Lông mi cong cong, mắt chớp chớp, đáng yêu không muốn không muốn. Bành Bằng rất thích trẻ con, đặc biệt là loại cô bé đáng yêu chảy máu này vì thế ngồi xổm xuống. Tiểu muội mụi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi, ngươi tên là gì nha, ca ca nơi này có kẹo que, ngươi có ăn hay không nha? Nhu nhu nhìn chầm chầm hắn vài giây, đột nhiên sửa hung lên. Chú thật đáng khinh, mẹ cháu ở đây, chú đừng hòng đánh chủ ý lên cháu. Tiểu cô nương nổi giận, thật đúng là có chút bộ dáng cương mụi dũng mãnh. Nghe vậy, bành bằng ngẩn ngơ, màn đạn trong nháy mắt bắt đầu nổ tung. Đáng khinh lại nói bành bằng đáng khinh ha 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 nhu nhu mới năm tuổi lại có thể dùng từ hèn mọn để hình dung người khác quả nhiên là con nhà người ta nhu nhu thật mang nga sáng tay áo lên một bộ dáng nữ hán tử cười chết ta rồi bành bằng ngươi có thể hay không thượng điểm tâm a liền ngay cả tiểu bồn hữu đều ghét bỏ ngươi sắt thép thẳng nam thoát đơn vô vọng bành bằng rất đau lòng nụ cười cứng đờ nhiệt ba vội vàng chạy tới. Nhu nhu, không được nói lung tung, đây là bành bằng thúc thúc, mau, gọi thúc thúc. Bành bằng. Sao tôi lại thành chú rồi o, o nhu nhu bất tình bất nguyện. Chú. Ôi, nhu nhu ngoan. Bành bằng muốn sờ sờ đầu cô, lại bị cô bé ghét bỏ, đành phải xấu hổ thu tay về. Chị hót ba, những thứ này đều là con của chị sao? Đúng vậy. Nhiệt ba hít mắt cười rộ lên, bọn nhỏ, gọi thúc thúc. Tỉnh tỉnh. Chú. Tiểu Dũng. Chú, chào chú. Nói xong lại nhào vào trong ngực hot ba, không dám gặp người, thẹn thùng không chịu được. Bạo kích, một nghìn không. Bành bằng tử bế, chị ba nóng bỏng, em già như vậy sao? Tiểu bồn hữu thật ngoan nha, hót ba tỷ, cái rương ta tới sách đi, đi, ta mang ngươi trở về phòng nắm mấy người đi qua con đường hoa thật dài, đến trước cửa nhà nắm. Còn chưa đi vào, đã ngửi thấy mùi cơm. Bên trong đều là bóng dáng bận rộn. Hoàng lão sư, Hà lão sư. Xa xa, nhiệt ba kêu một tiếng, Hà Quýnh đột nhiên xoay người nhìn về phía sau, phát hiện nhiệt ba đang mang theo ba manh hoa, kinh hỉ nói. Ai nhà, là hót bác của chúng ta tới rồi. Hoàng lũy cười nói. Quýnh quýnh, ngươi đi nghênh đón một chút. Chị hót ba. Trương Tử Phong buông công việc trong tay xuống, Nhu Thuận chạy đến cửa. Sau khi cô nhìn thấy ba đứa trẻ đáng yêu, trái tim cũng tan biến một nửa. Hoa. Wow. Cái này cũng quá đáng yêu đi. Sữa. Sữa, đáng yêu, mắt to, miệng anh đào nhỏ nhắn, khuôn mặt thịt, một cái đuôi ngựa, một cái đầu viên, đáng yêu đến tâm khảm. Đây, đây là... Tỷ tỷ. Chào tỷ tỷ hai con nhỏ phản phất từ trước đến nay quen thuộc, một người một bên, nhào vào trương tử phong trong ngực, ngọt nàng đều sắp hôn mê. Hạnh phúc tới quá đột ngột, quả nhiên trương tử phong tôi là đoàn sủng, ngay cả tiểu manh hoa cũng thích tôi. Bành bằng ở phía sau vẻ mặt u oán, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì ta là thúc thúc, mùi mùi chính là tỷ tỷ. Các bạn nhỏ, các bạn hư rồi. Này này này. Hà quýnh quỳ một gối xuống đất, thanh âm ôn nhu đây là ông nhu cùng tỉnh tỉnh đi. Thật đáng yêu. Đại bá. Hà đại bá. Tỉnh tỉnh cùng nhu nhu lập tức nhào vào trong ngực Hà Quýnh, tình cảnh ấm áp lại chữa khỏi. Hoàng lũy vừa nghe có tiếng trẻ con, nhất thời cũng không chịu nổi. Tắt lửa, bỏ sẻn xuống, dẫm dép vọt tới cửa. Thế nhân đều biết hắn là nữ nhi nô. Đặc biệt là nhìn thấy hai tiểu nữ hoa, cũng bị manh xuất huyết, các bảo bối, ta là hoàng đại bá của các ngươi a à. nào đại bá ông một cái đại bá hôn nhẹ đại bá yêu các ngươi một màn này để cho tổ chế tác nhìn thấy một đám phát ra cảm thán trời ạ à, sao lại có tiểu thiên sứ đáng yêu như vậy hoặc họ đang làm việc giờ phút này phỏng chừng cũng chạy như bay tới cái này cũng quá đáng yêu đi ô ô ô không thể không nói tam tiểu chỉ vừa lên sân khấu lập tức bắt được toàn thể tổ làm phim vương tranh vũ nhìn say rồi cầm lấy điện thoại di động gửi tin nhắn cho vợ ở kinh đô xa xôi lão bà ta muốn một đứa con gái bà xã trả lời được bây giờ em sẽ sinh chờ anh về nhà nhất định sẽ cho anh một bất ngờ vương tranh vũ thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách bổ sung một trăm tặng năm phiếu viết thời gian hoạt động ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 7 Đây chính là thần hào sao. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đạo diễn, nổ rồi, tiết mục của chúng ta nổ rồi. Tổ làm phim, một nhân viên công tác vội vàng nói. Từ khi ba người nhỏ lên sân khấu, số liệu hậu trường bắt đầu từ từ tăng vọt. Trên mạng đã có rất nhiều bài viết về ba con nhỏ. Thế nhân đều yêu những thứ tốt đẹp, huống chi ba người nhỏ bé tràn ngập những thứ tốt đẹp vô hạn, quá chữa khỏi, trong nháy mắt đã bắt được rất nhiều fan hâm mộ. Cư dân mạng đến từ bốn phương tám hướng. Toàn bộ đầu óc tràn vào phòng truyền hình trực tiếp. Trong khoảnh khắc, phòng truyền hình trực tiếp nổ tung, tỷ lệ lưu trữ từ 50% cao tới 80%. Ý anh là sao? Lúc trước 10 người vào, chỉ có thể lưu lại 5 người, hiện tại 10 người, có thể lưu lại 8 người quét ngang một mảng lớn chương trình truyền hình trực tiếp trong nước. Nhân viên công tác rất vui vẻ, vội vàng đem tin tức tốt này tuyên bố ra. Đạo diễn Vương Tranh Vũ cũng rất kích động, xem ra lần này mời Hot girl là tới đúng rồi. Cố ý nhìn màn đạn một chút. Hoa! Wow. Ba tiểu chích thật đáng yêu. Hu hu hu! Đáng yêu đến lật tôi rồi, mặt đầy máu, vì già sắp bị lừa mất con rồi. Câu hỏi của thế kỷ làm thế nào để vượt qua giai đoạn sinh con và có một đứa con đáng yêu như vậy cùng hỏi màn đạn giống như lũ quét bộc phát không thể vãn hồi giống như lễ mừng vô cùng náo nhiệt điều này làm cho vương tranh vũ cảm thấy mỹ mãn nhưng mà hắn lại không có quá vui vẻ chỉ có thể nói là trong dự liệu hắn hiểu được đòn sát thủ chân chính còn chưa xuất hiện đối với vô số cư dân mạng mà nói sau sáu năm nữ thần trở về, ba đứa nhỏ chỉ đáng yêu như thế, quả thật làm cho người ta rất kích động. Nhưng đó không phải là điểm mấu chốt. Mấu chốt chân chính là ở trên người cha đẻ của ba con nhỏ này. Đây chính là vấn đề tồn động sáu năm. Một khi đào sâu ra, đừng nói tiết mục sẽ nổ tung, đến lúc đó ngay cả bánh xe đánh cá cũng sẽ nổ tung. Vương tranh vũ mỏi mắt mong chờ, chờ mong ngày đó. Hoa kháo mẹ ơi, cái này cũng quá khách khí đi. liên tiếp hai đạo thanh âm, đem ống kính lần nữa kéo trở lại. Hà Quyến cùng Hoàng Lũy đã há hốc mồm, nhìn nguyên liệu nấu ăn Lâm Mộc đưa, hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải. cái này, cái này cũng quá hào khí đi. vốn tưởng rằng Lâm Mộc cho nguyên liệu nấu ăn sẽ là loại gà vịt thịt cá bình thường, kết quả người ta tặng út lông, bào ngư, trứng cá muối cái này ngươi dám tin. Hà Quýnh nuốt một ngụm nước miếng. Các bằng hữu, ta ở trong cuộc sống hướng tới ăn được út lông. Bành bằng. Thầy hoàn tròn mộng rồi, mặc dù chúng ta không đi Mandiver, nhưng ăn được nguyên liệu nấu ăn của Mandiver. Vừa dứt lời, rước lấy một trận xem thường của hoàng lũy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nhiệt ba kinh ngạc, cái này rất đắt phải không? Đâu chỉ là đắt. Bành bằng thở dài chị nhiệt ba chị đã từng nghe nói đến cá tầm đại bạch chưa nhiệt ba lắc đầu tỉnh tỉnh bé đáng yêu đột nhiên xuất hiện giơ bàn tay nhỏ bé lên nhảy chân chú hư cháu biết cháu biết bành bằng thiếu chút nữa học máu ba lít sao tôi lại biến thành chú hư rồi hoàng lũy trừng mắt bành bằng ngươi đã làm gì tỉnh tỉnh tam tiểu chích hiện tại là thịt trong lòng hắn người khác đụng không được mắng không được Nghe được ba chữ chú hư, cậu lập tức phản ứng lại. Tên bành bằng này nhất định đã làm gì đó. Tên thúc thúc xấu xa này động thủ động chân với tỷ tỷ ta, hỏng rồi. Lẳng lặng, lặng chớp chớp mắt hồ ly, cổ linh tinh quái nói. Cái gì? Không phải, ta oan uổng a. À. Được, ngươi, tên tiểu tử thối này. Hoàng lũy hô to một tiếng, quýnh, thả chó. Hà quýnh chống nạnh nói. Tiểu hát, tiểu o đến lúc các ngươi lập công rồi hai con chó đột nhiên chạy ra bành bằng giật mình trương điên cứu tôi trương tử phong xì một tiếng có quỷ mới cứu cậu psp vẫn là nhiệt ba dở khóc dở cười nói tỉnh tỉnh không lễ phép chú bành bằng là người tốt tuyệt không xấu tỉnh tỉnh nháy mắt mấy cái người tốt mẹ là loại người thành thật trên mạng sao đúng là thành thật. Phi, tỉnh tỉnh, ngươi lại nói lung tung. Học ba ngượng ngùng mắng một tiếng. Lặng lặng che cái miệng nhỏ nhắn, một bộ dáng vô tội ta cái gì cũng chưa nói. Nhưng tỉnh tỉnh vừa rồi nói từng câu từng chữ, bị mọi người rõ ràng nghe lọt. Bọn họ sửng sốt vài giây sau, trực tiếp cười đến rơi lệ. Phốc. Ha 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 ha. Bành bằng bỗng nhiên biến thành người thành thật tỉnh tỉnh bé đáng yêu làm tốt lắm. Trương Tử Phong đem lẳng lặng ông vào trong ngực, cưng chiều nói. Để cho hắn mắng ta người điên, tỷ tỷ thích nhất lẳng lặng. Vậy còn tôi, còn tôi thì sao? Nhu nhu lắc lắc tiểu bị làm nũng. Trương Tử Phong cũng sắp manh hóa, cùng ông nàng vào trong ngực. Ô ô ô, nhu nhu ngươi cũng đáng yêu, tỷ tỷ xào gà yêu ngươi. Náo loạn một hồi, tỉnh tỉnh lại tiếp tục nói. Bành bằng thúc, ta biết đại bạch cá tầm, lẳng lặng ở trên sách nhìn thấy qua, loại cá này tương đối thưa thớt, chúng nó trứng cá, một muỗng có thể bán hơn 20 vạn đây. Bành bằng nói tiếp. Một muỗng liền 20 vạn, lâm một ca tặng, đâu chỉ một muỗng A à, suốt một bình. Lời này vừa nói ra, mọi người sợ ngay người, lập tức toàn bộ an tĩnh lại. Ngay cả vương tranh vũ cũng ngây ngẩn cả người. Giờ phút này, chỉ có tiếng ếch kêu trong ao. Ta kháo ta không nghe lầm chứ. Lâm Mộc cũng quá hào phóng đi. Một bình này, hơn trăm vạn, nói đưa liền đưa. Để cách vách ngoại quốc nhìn thấy, còn tưởng rằng lão tử ăn không nổi trứng cá muối đâu, buồn cười, Lâm Mộc ca, ta là mùi mùi thất lạc nhiều năm của ngươi a. À. Màn đạn trực tiếp nổ tung, bị thần hào khí của Lâm Mộc chấn động. Nhu nhu kéo kéo tay áo tử phong, nhỏ giọng nói. Tỷ tỷ, một bình trứng cá muối rất đắt sao? Trương Tử Phong suy nghĩ một chút. Có thể cho Nhu Nhu ăn sữa bột cả đời. Hoa! Wow. Tỉnh tỉnh nghe thấy, trong nháy mắt biến thành tiểu tham tiền, có thể để cho anh trai này làm ba của chúng ta không? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người cười phun ra. Mà lúc này, Lâm Mộc thay đổi một thân trang phục thoải mái, từ trong trúc lâu đi ra. Mắt nhìn về phía nhà nắm. Rồi đi thẳng tới đó. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 8. Hai người cuối cùng gặp mặt. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ánh chiều tà nhuộm đỏ chân trời. Nhiệt độ tuy rằng hạ xuống, nhưng ở trên mạng, nhiệt độ về ba con nhỏ lại vẫn cao không hạ. Trong bếp, áp lực của Hoàng Lũy rất lớn. Anh ta là một đầu bếp, nhưng là một người nghiệp dư, chỉ biết xử lý gà mái, việc phiên Sa không nói hàng này ngay cả một con gà cũng không dám giết, càng miễn bàn cái gì trứng cá muối út long loại vật này đã có thể so với Michelin độ khó hắn căn bản làm không được a à? thầy Hoàng có được không ạ à? Bành Bằng nâng cái đầu to phát hiện Hoàng Lũy đứng ở bên kia đã lâu xem ra là bối rối nhìn không được hỏi vừa nói xong Hoàng Lũy không kiên nhẫn giơ dao phay lên xú tiểu tử, nếu không ngươi tới. Bành bằng lập tức sợ hãi, rụt đầu, không dám nói chuyện. À, chú hư bị mắng rồi. Bé đáng yêu lẳng lặng vừa vỗ tay, vừa hả hê cười. Lộ ra hai cái răng nanh nho nhỏ, đó gọi là moe moe. Bành bằng giật giật khóe miệng, hừ, không chấp nhặt với hai người bạn nhỏ các ngươi. Lão Hoàng, được không? Hà Quýnh biết lão tiểu nhị này gặp khó khăn, chỉ có thể nói nhà nắm chưa từng thấy qua nguyên liệu nấu ăn cao cấp như vậy. Trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Quên đi, ta trước làm ta sẽ làm. Hoàng lũy bất đắc dĩ nói, Lâm Mộc thật đúng là cho hắn một vấn đề khó khăn. Tiếp theo, học ba đi cất hành lý. Tiểu Dũng thẹn thùng một tấc cũng không rời, ngược lại là lẳng lặng cùng ôn nhu, đặc biệt quen thuộc cùng các động vật chào hỏi. Đây là việc phiên, gọi là đèn màu tỷ 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 tỷ, đèn màu có thể ăn sao? Mẹ nói thịt Việt phiên rất thơm. Trương Tử Phong Đây là khổng tước, một cái gọi Thải Vân, một cái gọi Chi Nam, hai người bọn họ là vợ chồng nha, là ba mẹ như vậy sao? Tỉnh tỉnh hỏi. Đúng vậy. Nghe vậy, hai cái tiểu nữ sinh thất vọng cúi thấp đầu, giống như là bị người vứt bỏ tiểu nải miêu, đáng thương ba ba, chọc người triều mến. Tỉnh tỉnh từ nhỏ đã không có ba có vài gì nói nhu nhu là nhặt được, bọn họ nói nhu nhu và tỉnh tỉnh rất đáng ghét, cho nên ba mới không cần chúng ta. Trương Tử Phong đau lòng, đồng thời cũng rất tức giận. Nhanh chóng an ủi hai bé đáng yêu. Không phải không phải, tỉnh tỉnh và nhu nhu là những đứa trẻ ngoan, mọi người chỉ thích các con, sao lại ghét các con được? Thật sao? Hai con nhỏ dơ khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt to như bảo thạch chớp chớp. Tràn ngập ngây thơ hồn nhiên trương tử phong huyết máng trong nháy mắt trống không ông trời bạn nhỏ đáng yêu như vậy những nữ nhân kia làm sao nhẫn tâm nói với các nàng những lời như vậy mẹ nó ta tức chết hai đứa nhỏ nhỏ như vậy liền phải chịu loại ủy khuất này thịt người nàng ta xem là người phụ nữ lưỡi dài nào nói đúng tức chết đi được thật sự là cánh rừng lớn chim gì cũng có đứa nhỏ còn nhỏ như vậy sao có thể nói những lời như vậy với các nàng? Nếu để lại bóng ma tâm lý thì làm sao bây giờ? Dám khi dễ tỉnh tỉnh, ta là người đầu tiên không đáp ứng. Cư dân mạng tức giận bất bình, không ngừng phát ra màn đạn. Đồng thời cũng đang suy đoán, cha đẻ của hai tiểu gia hỏa này rốt cuộc là ai? Nữ thần nhiệt ba vì sao vẫn không nói, thậm chí ngay cả đứa nhỏ cũng phải giấu giếm. Chẳng lẽ, thân phận cha đứa nhỏ rất đặc thù? có ai không? Giây tiếp theo. Một thanh âm truyền đến. Ai nhà, là anh tôi tới. Bành bằng giật mình, hấp tấp đi mở cửa, phát hiện Lâm Mộc đang đứng ở cửa. Ôi chào, đây không phải anh Lâm Mộc đẹp trai của em sao? Mời vào mời vào. Không sao chứ? Lâm Mộc buồn cười lắc đầu, bành bằng vẫn là một bộ nịnh nọt lấy lòng. Ai nhà, đây không phải là xem ca ngài đến, nắm ốc nhất thời liền bồng kẻ hèn sinh huy, thiên thượng nhân gian, trời cao biển rộng, tình thế bất đắc dĩ, phi long tại thiên. Người đây là từ gì? Lâm Mộc xấu hổ, ngươi là đùa sao? Hắc hắc. Mau vào đi, tất cả mọi người chờ ngươi đã lâu. Bành bằng kéo hắn vào. Hà Quý, hoàng lũy sớm chờ. Lâm Mộc, mau ngồi mau ngồi, ngươi chính là chúng ta nắm ốc khách quý, bọn nhỏ, đi ra đón khách rồi. Không thể không nói, hai lão vừa mở miệng chính là tú bà, cho dù ném đến cổ đại cũng không đói chết. Trương Tử Phong mang theo hai nữ qua, cười ha hả nói. Lâm Mộc Ca, ngươi tới rồi. À, hai đứa nhỏ thật đáng yêu. Lâm Mộc vừa cười vừa nói. Đây là của ngươi. Biêu. Nụ cười như ánh mặt trời, giống như một mũi tên nhọn, đánh trúng trái tim nhỏ của ba nữ sinh. Dù ở độ tuổi nào, Phụ nữ cũng thích những chàng trai đẹp trai. Nói khó nghe một chút, màu sắc là bản năng của con người. Không, không phải của tôi, là của chị ba. Trương Tử Phong khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Đại ca, em mới là học sinh trung học được không, đứa nhỏ lớn như vậy, vậy em phải mấy tuổi đã sinh con a? À? Học ba. Lâm Mộc biết nhiệt ba, kiếp trước là một tiểu hoa đang nổi tiếng. Bất quá cái thế giới này Chính mình vừa xuyên qua tới không lâu, liền nghe nói họp bác sinh tử lui vòng. Lúc ấy còn đáng tiếc một thời gian. Thì ra bây giờ tái xuất. Lúc này, Hoàng Phố nói. Lâm Mộc à, ngươi cái này đưa nguyên liệu nấu ăn cũng quá quý trọng đi, chúng ta không phúc tiêu thụ à. Nói như thế nào? Lâm Mộc cười hỏi. Hà Quýnh vô tình vạch trần. Hắn sẽ không làm. Ờ, Hoàng Đại Trụ cũng không biết làm lâm mộc trêu ghẹo một tiếng lời này của anh qua đi công việc của tôi là diễn viên được không lâm mộc sửng sốt chăm chọc nói đừng nói như vậy nếu không tôi sẽ cảm thấy diễn xuất của cậu rất tốt chung quanh hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người sợ ngay người một giây hai giây ba giây phóc một tiếng mọi người hoàn toàn cười phun hà quýnh cười đến người ngã ngựa đổ không hổ là Lâm Mộc a, à, ngay cả Hoàng Lũy cũng dám oán hận. Nói chuyện gì vậy? Vui vẻ như vậy. Học Ba vừa rồi ở trong phòng thay quần áo, nghe được từng đợt tiếng cười, lúc này mới tò mò đi ra. Nhiệt Ba tỷ mau tới nha, Lâm Mộc ca nói chuyện đùa chết đi được. Trương Tử Phong vội vàng mời Hạo bác ra ngoài. Lâm Mộc thì thào một câu, cảm giác cái tên này rất quen tai, hình như đã nghe qua ở đâu đó khi nàng đi ra nhìn thấy Lâm Mộc. Nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, một đôi mắt to xinh đẹp, đột nhiên co rút lại một chút. Cái mũi kia, cái mắt kia, cái miệng kia. Cho dù sáu năm trôi qua, cô vẫn không quên. Sao lại là hắn? Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 9 sáu năm trước chuyện cũ bạn đang nghe tại truyện chấm audio sao lại là hắn sao anh ta lại ở đây địch lệ nhiệt ba sững sờ tại chỗ từng ly từng tí sáu năm trước trong nháy mắt hiện lên trong lòng đêm đó nàng cùng lâm mộc khoảng thời gian đó áp lực của cô rất lớn chỉ có thể dùng rượu làm tê liệt chính mình sau khi xảy ra chuyện đó cô rất hối hận ngày hôm sau nhìn lâm mộc ngủ say bên cạnh tâm tình phi thường phức tạp nghĩ đến mình là đại minh tinh lập tức thầm nghĩ nhanh chóng thoát khỏi hiện trường không muốn bị phát hiện cô thậm chí còn sử dụng quan hệ bảo quản lý khách sạn xóa camera xóa tất cả thông tin liên quan đến cô chính là không muốn cho người ta bắt được nhược điểm vốn tưởng rằng hết thảy đều đã kết thúc cũng không nghĩ tới cô ấy đã được kiểm tra mang thai bởi vì quanh năm bôn ba công tác dẫn đến thân thể phi thường kém cỏi. nếu như phá bỏ đứa nhỏ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, cho nên chỉ có thể sinh đứa nhỏ ra. Lại sau đó, liền có chuyện sau đó. Bị hắc toàn mạng, bị phan mắng. Địch lệ nhiệt ba từng hận lâm mộc, người phụ lòng này, lúc mình cần hắn nhất, hắn lại làm rùa đen rụt đầu. Địch lệ nhiệt ba còn thề, cả đời này phải cùng hắn cả đời không qua lại với nhau. Nhưng mà, ngoài dự đoán của nàng chính là nửa năm sau một thanh niên kiệt xuất trẻ tuổi xuất thế sáng lập wechat alipay từ đó danh tiếng vang dội càng làm cho người ta kinh ngạc chính là người này tên là lâm mộc chính là hắn lúc trước địch lệ nhiệt ba ở trong tivi nhìn thấy lâm mộc tâm trạng vô cùng phức tạp nàng có ý niệm tìm lâm mộc bởi vì đứa nhỏ không thể không có phụ thân và với điều kiện của hắn nuôi dưỡng ba đứa con nhất định không thành vấn đề thậm chí còn có thể nâng đỡ mình một phen giải thích với đông đảo cư dân mạng từ đó để cho mình tái xuất nhưng cuối cùng cô vẫn không đi tìm vì lòng tự trọng của phụ nữ một người đàn ông ở thời điểm cô khó khăn nhất cũng không đứng ra giúp cô nói chuyện làm sao đáng tin nam nhân như vậy muốn cho hắn nuôi dưỡng để cho hắn hỗ trợ quả thực người si nói mộng thật muốn gặp mặt không chừng hắn lập tức trở mặt không nhận người. Dilip bè cũng không thể bỏ rơi người đàn ông đó. Từ đó về sau, nàng liền âm thầm thề, nhất định phải cùng Lâm Mộc phân rõ giới hạn, một mình một người đem ba hài tử này nuôi dưỡng lớn lên. Nàng rất có thể nhẫn, suốt năm năm, cũng không có tìm qua Lâm Mộc một lần, cũng không có nói cho người khác, đứa nhỏ cha đẻ đến cùng là ai. Xin chào, họp bác. Nụ cười của Lâm Mộc rất ấm áp, trương tử phong trong nháy mắt liền rơi vào tay giặc nhưng trong mắt địch lệ nhiệt ba lại hiện lên một tia chán ghét bây giờ cô cũng không biết người đàn ông này thật sự đã quên mình hay là cố ý địch lệ nhiệt ba cắn môi vô cùng lạnh lùng gật đầu nếu không có camera ở đây cô cũng lười gật đầu đúng rồi nhiệt ba ngươi hẳn là nhận thức lâm mộc đi hắn chính là cái kia hà quýnh còn chưa nói xong nhiệt ba lạnh như băng nhắc lời Cha của Alipay đại danh đỉnh đỉnh đúng không? Ta biết. Mọi người. Sao thái độ của Baby lại kém đi như vậy? Vừa rồi không phải rất tốt sao? Lâm Mộc cũng rất kỳ quái, hình như mình không chọc giận nàng. Đột nhiên, trong đầu hắn xuất hiện một đạo bóng hình xinh đẹp, tóc dài bồng bềnh, bóng lưng uyển chuyển. Cảm giác quen thuộc này, thật đúng là có chút giống với địch lệ nhiệt ba trước mắt. Lâm Mộc lắc đầu hẳn là nhìn lầm rồi, tôi và cô ấy không có cùng xuất hiện. Kế tiếp, phòng nắm lại một lần nữa khôi phục một mảnh bận rộn. Nửa giờ sau. Ăn cơm rồi. Nhu nhu hô to một tiếng, mọi người vui vẻ hòa thuận lên bàn, gân chân gà, gà dừa, bánh bao, gạo ngũ sắc, bún qua cầu. Thức ăn rất ngon, nhưng... Thầy Hoàng, Úc Long đâu? Trứng cá muối đâu? Thịt bò cô bê em muốn đâu? Mọi người trông mong chờ lâu như vậy, kết quả phát hiện, vẫn là phối phương quen thuộc, vẫn là hương vị quen thuộc. Đây không phải là nháo sao? Hoàng lũy. Khụ khụ, cái kia đồ chơi quá khó đốt, ngày mai, ngày mai ta chuẩn bị một chút, sau đó cho các ngươi đốt. Nhu nhu. Em cảm thấy hiện tại rất tốt rồi, nhiều đồ ăn như vậy mà. Hà Quýnh hiếp mắt cười rộ lên. Vẫn là ông nhu hiểu chuyện, so với bành thúc thúc nghe lời hơn nhiều bành bằng. Ngay cả hà lão sư ngươi cũng gọi ta là thúc thúc, không yêu. Tiểu dũng, không thể kén ăn, đậu cũng phải ăn, như vậy mới có thể cân đối dinh dưỡng. Nhiệt ba phát hiện tiểu dũng lấy hết đậu trong bát ra, ném lên bàn, sụ mặt trăng dậy một câu. Gì mà lúc này? Trương Tử Phong phát hiện Lâm Mộc cũng lấy hạt đậu trong bát ra, tò mò nói. Lâm Mộc ca, anh cũng không thích ăn đậu sao? Địch lệ nhiệt ba sửng sốt, nhìn về phía hắn chỉ thấy lâm mộc cười cười xin lỗi nha từ nhỏ đã không thích ăn đậu ha ha lâm mộc ca xem ra tiểu dũng kén ăn là tùy ngươi a à. bành bằng tùy tiện nói một câu lại làm cho nhiệt ba càng tức giận đây là con của ta dựa vào cái gì phải tùy hắn ăn đi Học ba nghiêm mặt vô cùng nghiêm túc tiểu dũng lắc đầu biểu môi nhỏ nhắn cảm giác bất cứ lúc nào cũng muốn khóc lên vì sao người mẹ từ trước đến nay ôn hòa, lại trở nên hung dữ như vậy? Lâm Mộc Ai, ta nói, hai tử không muốn ăn cũng đừng để cho hắn ăn, ta không ăn đậu, không giống nhau sống rất tốt. Học ba trừng mắt liếc hắn một cái, lười nói chuyện với hắn. Lúc này, Hoàng Lũy bỗng nhiên mở miệng. Tỉnh tỉnh, làm sao vậy, ngươi không phải thích ăn nhất cà kho sao? Là Hoàng Đại Bá làm cà kho không hợp khẩu vị của ngươi sao? lẳng lặng cầm đũa chọc 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 cũng không nói lời nào điều này làm cho nhiệt ba vốn có oán khí trong lòng càng nghẹn ngào mấy tiểu gia hỏa các ngươi bây giờ là lắc mặt cho ta sao không ăn cơm liền đi xuống trương tử phong đều mê mẩn chị ba có chuyện gì vậy đến sớm với gì à tốt lắm đứa nhỏ một hai bữa không có khẩu vị cũng rất bình thường ngươi một cái làm mẹ làm gì hung các nàng Học ba bi sắp nổ tung rồi. Ngươi nói ta hung dữ. Vậy anh đối xử tốt với họ. Nói mát ngược lại sẽ nói, mấy năm nay, cũng không thấy ngươi nhìn qua các nàng, quan tâm qua các nàng a à? Đồ vô lương tâm. Ngươi đã biết nói như vậy, vậy ngươi ngược lại là nghĩ biện pháp, để cho lẳng lặng ăn cơm a à? Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía họp ba. Hoàng lũy câu mày, cảm giác trong này có chuyện a à? từ lúc lâm mộc ra sân đến bây giờ nhiệt ba không cho hắn sắc mặt tốt nói chuyện cũng kẹp súng mang gậy chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy ách lâm mộc sửng sốt một chút vậy nếu không ta nấu một món cà kho xem nàng có thích ăn hay không anh ấy sẽ làm điều đó chủ yếu là thích trẻ em nói xong đi thẳng vào bếp vẻ mặt hot ba trở nên cổ quái ta liền sặc ngươi một chút ngươi thật đúng là đi a à. Thanh Minh Đạp Thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 10. Nhận ra. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tại nấu nướng của Lâm Mộc, không nói hoàn mỹ, nhưng ít ra cũng ở cấp đại sư. Bình thường việc nhà xào vặt, căn bản không làm khó được hắn. Phòng truyền hình trực tiếp cảm giác nữ thần nhiệt ba không quá thích Lâm Mộc A. À. Ánh mắt kia, có chút là lạ, cảm giác như đang nhìn một người chồng vứt bỏ vợ con. Lâm Mộc không phải là cha đẻ của ba đứa nhỏ chứ. Ta nói các ngươi trí tưởng tượng thật đúng là phong phú, hai người này tám sao đánh không tới, nếu thật có thể cùng một chỗ, ta lập tức ỉa. Ai đi trên lầu ta nhớ kỹ, sớm chiều chết, có thể, chờ ngươi trở về kéo. Màn đàn nghị luận sôi nổi tất cả cư dân mạng đều nhìn thấy một màn vừa rồi nữ thần nóng bỏng vẫn ôn nhu bỗng nhiên nóng nảy còn sặc các loại với lâm mộc cái này cũng quá kỳ quái đi bọn họ đều buồn bực rốt cuộc là chuyện gì xảy ra kinh đô giai hưng thiên hạ từ khi tam tiểu chỉ đến nhà nắm dương mật liền luôn luôn chú ý phòng truyền hình trực tiếp cảnh tượng vừa rồi khiến cô cảm thấy vô cùng quỷ dị trải qua sáu năm tính cách tính tình của nhiệt ba đều được mài dũa rất tốt, thậm chí còn tốt hơn cả cô. Muốn làm cho hot ba tức giận thật sự rất khó. Nhưng chỉ trong vài phút như vậy, nóng bỏng đã bùng nổ nhiều lần. Mà tạo thành tất cả mồi lửa, tất cả đều là bởi vì lâm mộc này. Hai người này có thù oán sao? Cơm dương mật cũng không ăn, mang theo nghi hoặc tiếp tục xem. Cũng chính là lúc mọi người hoài nghi. Cà hầm lâm mộc xào đã ra lò, thủ pháp của hắn rất thành thạo. Bưng đĩa thức ăn đi lên. Nào, nếm thử xem. Ánh mắt hoàng lũy sáng lên. À, không nghĩ tới ngươi cũng là đầu bếp. Nhưng sao nhanh như vậy, chín chưa? Chín hay không, ăn xem không phải là được rồi sao? Lâm Mộc cười cười. Địch lệ nhiệt ba, ngươi cũng nếm thử xem. Ta. Địch lệ nhiệt ba mím môi, vừa định nói không cần, nhưng lời đến bên miệng lại nói không nên lời. Bây giờ là truyền hình trực tiếp, nhiều người nhìn như vậy, vừa rồi đã sặc lâm mộc, sặc nữa thì quá đáng. Cảm ơn. Nhiệt ba lạnh như băng nói câu cảm ơn. Thơm quá. Lúc này, vẫn không có khẩu vị lẳng lặng, mắt to bỗng nhiên sáng lên, mũi nhỏ ngửi ngửi, đáng yêu không chịu được. Nhìn xem, chúng ta tỉnh tỉnh tiểu công chúa thèm. Hà Quýnh cười gấp một quả cà cho nàng. Cảm ơn Hà Đại Bá. Tỉnh tỉnh bé đáng yêu nói tiếng cảm ơn, cắn một miếng, nóng nàng thở hồng hộc, nhưng chính là không phun ra. Một màn này, thật đem mọi người cho manh lật. Ăn ngon không? Lâm Mộc hứng thú hỏi nàng. Đây là dựa theo khẩu vị của ta mà làm. Ư ừ, ư ừ, ư. Ừ. Lẳng lặng phòng má, giống như một con ham sơ nhỏ, chỉ lo gật đầu, căn bản nói không ra lời. Nhìn đến đây, Lâm Mộc rất hài lòng. Hoàng lũy lại không vui. Hắc. Dựa vào cái gì, ta không tin có ngon như vậy. Tôn nghiêm của đầu bếp bị khiêu khích, hoàng lũy không vui, gấp một miếng ăn, rất nhanh không nói lời nào. Sau đó, Hà Quýnh, Trương Tử Phong, bành bằng cũng động đũa. Cả đám trợn tròn mắt, khích lệ nói. Đây là cà kho. Ăn ngon. Sắc hương vị đầy đủ, lâm một ngươi làm sao làm được. Ăn ngon thì ăn ngon, nhưng không hợp khẩu vị của ta quá ngọt hà quýnh hòa ái cười thì ra tiểu công chúa lẳng lặng nhà chúng ta thích ăn ngọt nha địch lệ nhiệt ba ăn một miếng nhẹ a à một chút trời ạ à, cái này cũng quá ngon đi không được không được tôi tuyệt đối không thể hiện ra trước mặt hắn bành bằng nửa đùa nửa thật nói lâm mộc ca khẩu vị của ngươi như thế nào cùng tỉnh tỉnh tiểu dũng giống nhau hơn nữa các ngươi phát hiện không có tỉnh tỉnh cùng ôn nhu mũi, ánh mắt đều rất giống lâm mộc ca a à, ngươi không phải là hai người bọn họ bà con xa cậu họ a à. lời này vừa nói ra mọi người lập tức cười ha ha đừng nói thật đúng là có khả năng nếu không làm gì có trùng hợp như vậy tỉnh tỉnh bé đáng yêu buông đổ xuống ánh mắt như đèn lồng nhìn chầm chầm lâm mộc nói ca ca huynh là biểu cửu bà con xa của chúng ta sao lâm mộc mọi người ha 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 ha. Nhu Nhu cười nói. Mụ mụ cùng Nhu Nhu đã nói qua, ba ba siêu cấp đẹp trai, siêu cấp có tiền, ngươi không phải là ba của chúng ta chứ. Đẹp trai và giàu có. Đây coi như là một manh mối phơi bày cha đẻ đứa nhỏ. Địch lệ nhiệt ba xấu hổ nói. Nhu Nhu, ăn cơm của ngươi, đừng nói lung tung. Ôi! Mẹ đỏ mặt rồi, mẹ xấu hổ rồi. Nhu Nhu náo loạn, tỉnh tỉnh cũng ồn ào theo nàng cảm thấy lâm mộc ca ca rất tốt lại giúp mình nói chuyện lại nấu ăn cho mình lớn lên còn đẹp trai như vậy nếu như hắn làm ba ba của mình thật là tốt biết bao hà quýnh ngươi hai đứa nhỏ này quỷ tinh quỷ tinh ngươi xem đệ đệ ngoan không nói lời nào ngoan ngoãn ăn cơm một bữa ăn kết thúc rửa chén rửa chén pha trà pha trà mọi người lại bận rộn Diliga liên tục nhớ lại những gì vừa xảy ra. Nói thật, cô rất tức giận, phi thường tức giận. Từ biểu hiện vừa rồi, nàng có thể khẳng định, Lâm Mộc thật sự quên mất nàng, bởi vì giả bộ không có khả năng giả bộ giống như vậy. Lâm Mộc không phải diễn viên, diễn xuất không tốt như vậy. Đồ cặn bã, kẻ phụ lòng, người xấu. Đi Lít ba cắn môi và dậm chân. Trong lòng nàng không công bằng Rõ ràng người nên quên là ta, dựa vào cái gì ngươi quên ta, ta lại còn ngây ngốc nhớ rõ ngươi. Lâm Mộc Tiên Sinh. Địch Lệ Nhiệt Ba u oán nhìn hắn một cái. "Hả? Ngươi lại đây một chút, ta có lời muốn nói với ngươi." Địch Lệ Nhiệt Ba nghĩ kỹ, nàng bất cứ giá nào quyết định đem chuyện năm đó nói rõ ràng. Không phải muốn Lâm Mộc phụ trách, đơn thuần là muốn khoe khoang. "Đúng, chính là khoe khoang." địch lệ nhiệt ba ta cho dù không có ngươi, cũng có thể nuôi nấng ba đứa nhỏ rất tốt. Trong sinh mệnh của bọn nhỏ, cho dù không có ngươi, vẫn có thể sống rất tốt. Rốt cuộc là chuyện gì a? À? còn gọi ta ra bên ngoài. Lâm Mộc hỏi một câu. Hô 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 hít sâu mấy hơi, địch lệ nhiệt ba trịnh trọng nhìn hắn, đi thẳng vào vấn đề. Sáu năm trước, ngày 12 tháng 8, khách sạn Sangri là phòng 1305, anh còn nhớ được bao nhiêu? Khi nàng nói đến khách sạn Sangri. Là, vẻ mặt Lâm Mộc liền thay đổi. Sau khi cô nói chính xác số phòng. Lâm Mộc cơ hồ là theo bản năng nói. Người. Rốt cuộc là ai? Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4.